Khi mà cảnh sát cùng nhân chứng tạm nghỉ chân một chút, viên đại tá nhìn xung quanh để ý thấy có điều gì đó không đúng lắm. Dưới đất có nhiều lá cây dừa bị ai đó vứt bừa bãi, và khi họ tiến tới để kiểm tra thì những gì họ tìm thấy họ sẽ không bao giờ quên. Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay, nếu đây là lần đầu tiên các bạn ghé qua kênh thì xin chào. Podcast Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản âm thanh trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Giờ thì hãy cùng đến với số ngày hôm nay. Cuối những năm 80, cuộc sống sau chiến tranh ở Việt Nam khó khăn. Để có thể kiếm tiền trang trải cuộc sống thì nhiều người đã nghĩ tới việc phải vượt biên trái phép để có thể kiếm tiền, kiếm một tương lai tốt hơn, ít nhất là trong một thời gian ngắn. Nhiều người đi và sau nhiều năm mới quay trở lại. Và vì không có thiết bị công nghệ như là smartphone hay là tablet, nên chuyện những người vượt biên không có liên lạc về cho gia đình không phải là chuyện hiếm. Ở xã Đại Ân, phía tây nam huyện Cù Lao Dung, thuộc miền Tây, miền sông nước, nếu muốn di chuyển thì khả năng cao bạn sẽ phải dùng thuyền, và là nơi ít có người sinh sống. Vào tháng 8 năm 1986, thời tiết lúc đó mưa rầm rề. Trương Tuấn Kiệt, trưởng công an xã lúc đó, khi đang ở trong phòng làm việc thì thấy hai người dân chạy tới tìm mình. Họ nói rằng khi đang bơi xuồng qua huyện Long Phú để tìm cá leo cây thì họ ngửi thấy mùi hôi thối. Ban đầu họ không biết đó là gì, nhưng khi nhìn xung quanh thì họ thấy có những miếng dừa được phủ ở dưới đất. Nhìn cây xung quanh thì họ nói rằng ai đó đã chặt rồi cố gắng phủ lên. Nhưng mà thứ khiến họ phải chạy về và báo cho trưởng công an xã đó là họ nói họ nhìn thấy một cánh tay người nhô lên. Ông Kiệt lúc đó không nghĩ quá nhiều, bảo cả hai người cứ về đi, mình sẽ gửi người tới kiểm tra sau, vì có thể đó chỉ là nơi chôn cất của một ai đó. Sáng sớm ngày hôm sau, ông Kiệt được đại tá Lâm Trường Giang ở cấp huyện triệu tập cùng các cấp dưới. Khoảng cách giữa xã và huyện khá xa, đi xuồng hay thuyền cũng phải mất vài tiếng, nên nếu được triệu tập thì chắc chắn đây là chuyện lớn. Đại tá Giang nói sau khi hai người nông dân tìm anh, họ tới tìm tôi. Ông Giang có suy nghĩ chung với ông Kiệt vì Việt Nam vừa trải qua chiến tranh và ở Cù Lao Dung cũng có khá nhiều căn cứ quân sự nên khả năng cao đó chỉ là xác người còn sót lại. Nhưng mà vì người dân đã mất công tìm cả cảnh sát xã lẫn cảnh sát huyện thì cũng nên nhìn vào, và nếu đó chính xác là xác của một thi thể thì chúng ta nên chôn cất một cách chu đáo. Vậy là các sĩ quan đi theo lời chỉ dẫn của hai người nông dân, và vì không có GPS họ cũng không đánh dấu bản đồ, để tìm địa điểm cũng khá là khó khăn. Trên xuồng thì ông Kiệt tích cực hỏi hai người dân để hỗ trợ họ nhớ ra địa điểm. Họ phải đi qua 4 con kênh và 3 quãng đường rừng thì cuối cùng cũng tới gần nơi mà hai người nông dân tìm được xác chết. Nơi họ tới là khu vực rạch sậy, hết sức hẻo lánh, hoang vu, không có người, không có nhà xung quanh. Muốn đi vào chính nơi tìm xác thì họ phải sắn quần và phải lội nước, lội bùn. Sau một buổi sáng di chuyển khá lâu, mọi người đã khá mệt nên quyết định tạm dừng để nghỉ ngơi. Khi mọi người đang dừng chân nghỉ ngơi, hút thuốc, ông Giang nhìn xung quanh thì thấy ở dưới đất các lá dừa được vứt lung tung. Thông thường thì người dân chặt lá dừa sẽ gom lại và xếp lại chứ không vứt bừa bãi thế này. Không những thế thì ở trên các thân cây còn có dấu vết của tay người dính bùn. Thấy lạ, ông Giang bảo cấp dưới dùng gân lá dừa, phần cứng nhất ở giữa lá dừa, thử chọc vào đống lá ở dưới đất kia xem sao. Thông thường nếu ở dưới là bùn thì gân lá dừa sẽ lún sâu hơn, nhưng khi họ thử chọc vào thì họ cảm thấy vừa gặp phải vật gì đó cản lại. Sau khi thử lần nữa ở vị trí khác cũng vẫn bị cản lại thì họ chắc chắn đây không phải là đá. Họ lật lá dừa ra, đào phần bùn ở dưới đất, và khi mò xuống dưới lớp bùn thì họ nắm được một thứ gì đó, và khi họ kéo lên thì phát hiện một xác người khoảng 17 tuổi đang trong quá trình phân hủy. Tất cả mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đặc biệt là hai người nông dân, vì nơi mà họ đang đứng tạm dừng để nghỉ chân vẫn chưa phải là nơi mà hai người nông dân phát hiện được xác ban đầu. Các sĩ quan tiếp tục mò ở dưới và họ tìm thêm được hai cái xác nữa, với một cái xác cuối cùng khoảng 4 tuổi. Họ tiếp tục đi theo lời chỉ dẫn của hai người dân, và đi được một lúc thì họ tìm thêm được xác của vài người nữa, với một phụ nữ đang mang thai và một người đang đeo vòng mã não, một chi tiết vô cùng quan trọng. Nhưng đây vẫn chưa phải là nơi cuối cùng hai người nông dân tìm được xác ban đầu. Và khi đi tới địa điểm cuối cùng thì họ tìm thêm được 3 thi thể nữa. Họ tìm được 7 thi thể tất cả. Tất cả đều đang trong quá trình phân hủy. Khi nhìn vào xác của các nạn nhân thì họ biết được rằng nguyên nhân dẫn tới cái chết là bị tác động mạnh ở phía sau não bằng một vật cứng, với một nạn nhân bị siết cổ. Khi trình báo việc này lên cấp cao hơn thì ông Giang được giao nhiệm vụ là trưởng ban điều tra cùng gần 40 sĩ quan hỗ trợ cả xã cả huyện.
và vì các thi thể đang trong quá trình phân hủy, ông Giang phải phá án thật nhanh. Các thi thể được che giấu rất kỹ, không có giấy tờ tùy thân, công nghệ DNA lúc đó chưa có và thậm chí các mác quần áo còn bị cắt ra. Ngoài ra thì trên người không có tài sản giá trị nào. Nhưng dựa vào những gì ở trên các thi thể thì cảnh sát cho rằng kẻ gây án là một người có hiểu biết, chứ không phải là một người dân bình thường. Các sĩ quan không có quá nhiều chứng cứ hay đầu mối để khai thác, không có tên của những kẻ gây án và cũng rất khó để xác định được danh tính của những nạn nhân. Những gì họ có là một chiếc vòng tay. Cảnh sát đành phải bắt đầu công cuộc tìm manh mối bằng cách trà trộn lại cùng với người dân, bắt đầu nói chuyện, hỏi han mọi người xung quanh. Trong khi cuộc điều tra đang diễn ra, trưởng công an xã Kiệt cùng công an địa phương hỗ trợ công an huyện thì ông Kiệt nhận được tin có lẽ mình được lên thành phố để tham gia khóa đào tạo cán bộ nguồn, nâng cao nghiệp vụ. Đại tá Lâm Trường Giang chỉ đạo cuộc điều tra mà trong tay có rất ít đầu mối. Đặc biệt hơn là người dân cũng ngại nói về vụ án vì chưa tìm được danh tính của kẻ giết người, nên đó có thể là bất cứ một ai. Cuộc điều tra sẽ rơi vào đường cùng nếu không có lời kể của một người dân trong xã. Những gì người này kể là bước ngoặt mà các điều tra viên đang tìm kiếm và sẽ khiến cả vụ án được sáng tỏ. Một cuộc họp gấp lúc 2 giờ sáng được mở ra. Ông Kiệt, ông Giang và tất cả các sĩ quan được điều tới. Và khi ông Kiệt bước vào thì ngay lập tức bị khai trừ khỏi đảng và ông Giang cùng các sĩ quan lao ra để khống chế. Và đây là toàn bộ câu chuyện. Để phục hồi sau khi nước ta được giải phóng vào năm 75 là một quá trình dài. Và vào những năm 80, nhiều người có ý định vượt biên sang nước ngoài làm việc. Một trong những nơi mà nhiều người chọn đó là thông qua Cù Lao Dung rồi ra biển. Và lý do là vì vị trí Cù Lao Dung nằm giữa hai cửa biển, là nơi thuận tiện để tới các nước khác. Các nạn nhân trong vụ án này là những người ở khu vực khác, không phải là người địa phương tìm cách để ra nước ngoài. Chính vì vậy, việc xác định danh tính càng khó khăn hơn. Phương tiện liên lạc rất ít nên một khi ai đó quyết định ra nước ngoài thì cũng không quá lạ nếu họ mất liên lạc. Vì hiểu được tâm lý của người dân, Trương Tuấn Kiệt, trưởng công an xã cùng Nguyễn Văn Xưa, Trần Văn Sơn, Trần Văn Kẹp, Huỳnh Văn Hải, Trần Bá Thọ lên kế hoạch nói rằng bọn chúng có thể giúp mọi người vượt biên. Ngày 26 tháng 4 năm 1986, những nạn nhân tới đò Bến Ba ở Đại Ân, Huỳnh Văn Hải đưa họ tới nhà của người quen tạm ở. Tối hôm đó, Kiệt cùng cả nhóm ăn nhậu và bàn lại kế hoạch. Tầm 9 giờ tối, các nạn nhân được đưa ra xuồng để tới Rạch Sậy, nơi mà họ nói họ sẽ được dẫn lên một con thuyền để ra nước ngoài. Tới nơi thì họ nói rằng vì sợ đi nhiều bị lộ nên sẽ được chia thành nhóm nhỏ và từ Rạch Sậy đi xuồng ra biển để lên thuyền lớn. Và sau mỗi lần xuồng sẽ quay lại đón nhóm tiếp theo. Nhưng một khi các nạn nhân trèo lên thuyền, đưa ra khuất tầm mắt, Kiệt cùng đồng bọn dùng cán thuyền đập mạnh đằng sau đầu của nạn nhân. Với tác động mạnh, bọn họ chết ngay tại chỗ. Có một người phụ nữ cố gắng chống lại nhưng bị bọn chúng siết cổ. Và có tất cả là 9 nạn nhân, với một phụ nữ mang thai và một em nhỏ. Sau đó thì những kẻ giết người lột hết vật có giá trị ở trên người nạn nhân, đào hố, chôn bùn và sau đó dùng lá cây dừa phủ lên. Khi mà hai người nông dân phát hiện được cánh tay người nhô lên, họ tới báo cho Kiệt. Nhưng Kiệt nhanh chóng đuổi họ về, nói rằng mình không tin. Rồi khi hai người lên xuồng cùng các sĩ quan chỉ đường ra hiện trường thì Kiệt bắt đầu đánh lạc hướng bằng cách to tiếng với một trong hai người. Dựa vào những gì họ biết về vụ án, cảnh sát cho rằng kẻ giết người rất có thể là một cảnh sát. Cuộc điều tra diễn ra, cảnh sát trà trộn vào với người dân. Hỏi chuyện thì một người dân sống ở đó có nói rằng trước đó có nhìn thấy Kiệt cùng vài người bạn đi cùng vài cô gái xinh đẹp. Chi tiết quan trọng mà người dân này nói đó là về một cô gái có vòng ba to, có đội một cái mũ trắng và trên tay có đeo vòng cẩm thạch. Vòng mã não và vòng cẩm thạch nhìn xa thì khá giống nhau, với một người không quá sành thì khó có thể nhận ra. Và trên thi thể của một nạn nhân có một chiếc vòng mã não. Cảnh sát bắt đầu theo dõi và điều tra về Trương Tuấn Kiệt và dần biết được tên của những kẻ liên quan. Khi theo dõi Nguyễn Văn Xưa, có nhìn thấy hắn đeo một cái mũ trắng giống với lời nói của người dân. Và cảnh sát sau này nói rằng cái mũ này vẫn còn dính máu. Xưa là người bị bắt đầu tiên và hắn khai ra tên của những người còn lại và nói Kiệt cũng là người tham gia. Vì Kiệt là trưởng công an xã nên bắt được cũng phải theo quy trình. Một khi biết được Kiệt sắp sửa đi học nghiệp vụ ở thành phố, khả năng cao Kiệt sẽ dùng cách bỏ trốn. Nên đại tá Giang cùng các cảnh sát nói rằng có một cuộc họp khẩn cấp lúc 2 giờ. Mọi người cũng hiểu rằng là một cảnh sát thì Kiệt luôn có súng ở trong người, nên mọi người vô cùng thận trọng để Kiệt không có cơ hội phản kháng.
Những thứ mà chúng lấy được từ các nạn nhân bao gồm Huỳnh Văn Hải lấy 9 chỉ vàng, Trần Văn Kẹp 3 chỉ vàng, Trần Văn Sơn 3.000 đồng, Nguyễn Văn Xưa 10.000 đồng, Trương Tuấn Kiệt 700 đồng, với Hải, Thọ, Kẹp là 3 kẻ trực tiếp giết người. Hải và Thọ được cho là hai kẻ cầm đầu, nhưng có lẽ sau khi giết người, bọn chúng đã bỏ trốn hoặc ra nước ngoài, và cho tới giờ thì vẫn chưa tìm được. Còn 4 tên còn lại bị kết án tử hình. Đó là những gì chúng ta có cho số này. Podcast Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube và phiên bản âm thanh trên các nền tảng như là Spotify hay là Apple Podcast. Email của podcast là hosovuanpodcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.